Dân tình sượng chân khi chứng kiến đôi tình nhân có hành động nhạy cảm trong lúc chờ đèn đỏ. Những đôi tình nhân âu yếm nhau ở công viên, ghế đá, núp trong bóng tối là xưa rồi. Giờ phải tranh thủ dừng đèn đỏ, trao cho nhau những nụ hôn trái bỏng thì mới khẳng định tình cảm bền chặt được. Đèn đỏ lâu lắm mà còn tới 50 mấy lần. Là đó thoải mái. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Thấy đèn đỏ còn tận vài chục giây, người đàn ông nhanh chóng dựng chân chống xe máy, rồi bước xuống ôm chặt lấy bạn gái của mình. Đôi tay hư hỏng của anh ta đưa dần dần lên vai cô người yêu, rồi kéo cô nàng về sát phía mình, môi chạm môi một cách đầy tự nhiên. Câu chuyện sẽ không đáng nói nếu hành động đầy ngượng ngùng giữa chốn công cộng được dừng lại ở đó. Cảm xúc đẩy lên cao trào, hai người bắt đầu quấn quýt lấy nhau trước hàng chục con mắt đang dừng đèn đỏ cùng họ, hôn một cách mãnh liệt. Đèn đỏ lâu lắm mà còn tới 50 mấy lần. Là đó thoải mái. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì. Cộng đồng mạng xem xong video mà há hốc mồm miệng, tự nhiên ngượng online trước cách bày tỏ tình yêu độc đáo của đôi tình nhân này. Đúng là khi bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác. Biết là yêu nhau thì chuyện hôn hít là bình thường, nhưng mà ở nơi công cộng lại còn giữa đường đi như thế này thì... Tha cho con mắt của những người xung quanh đi anh chị ơi! Nhà vía biết ngại, bộ hai người mắc hôn quá hay gì? Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì, tôi đỏ mặt dùm luôn á mấy bà! Hôn ở nhà chán rồi nên giờ muốn ra giữa đường để tăng thêm độ kích thích hả? Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào về hành động của cặp đôi trong video? Hãy comment phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé! Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại!